Khỏi. Vườn. Cái này nó vã lắm rồi. Ê, xe gì, hôm trước anh nhờ em đưa cái bộ đàm cho thằng Rio để có gì qua bển liên lạc, có gì đưa chưa? Đương nhiên là rồi anh. Ok. Kế hoạch của chúng ta chuẩn bị bắt đầu đó mọi người. Đây, nhanh lên. Rồi, căn cứ mày làm hướng nào vậy? Từ từ, cứ đi đi rồi sẽ tới. Quay, nó đang chở thằng Rio trên thuyền kìa tụi bay ơi. Cái này xịn quá. Quay, như camera hành trình luôn. Ngon, coi cũng được á chứ. Theo, coi theo để về về căn cứ đó luôn. Trời ơi, cái gì mà căn cứ mày xa dữ vậy? Trời ơi, đi cái nữa này, trời rồi. Đó nè, đi có xíu là hai rồi. Mày đê gì? Dạo này cái tụi phát kê nó yên bình quá vậy tụi bay? Hay là do tụi nó xí ờ mình rồi? Đúng rồi, chắc bọn anh Tây nó xạ rồi chứ gì nữa. Tụi nó thì đánh đấm được gì tụi mình đâu. Đúng. Vậy thì mình phải lên thêm kế hoạch cho tụi nó thêm sợ mình thôi tụi bay ơi. Ê, ủa vậy tụi nó không qua đây vậy? Vậy thì tao về làng của tao nha. Cũng đúng á. Đúng á. Sao? Mày kia sợ, bây giờ mình cần thằng cấp ké rồi chi nữa. Tụi bay nói gì hả? Tụi bay nói gì hả? Tụi bay mượn tao qua đây cho đã. Bây giờ không cần nữa. Tụi bay tính xua đuổi tao hả? Tại sao? Tụi bay đuổi tao hả? Tao xử hết bốn nhóc tụi bay luôn không hả? Mượn nó qua nhưng mà bây giờ không cần đuổi với mày. Tao xử nó thôi. Mày láo rồi, mày không biết nó đeo nhau đâu. Ai tụi bay tính phá bỏ hiệp nghiệp luôn hả? Ừ, phá bỏ luôn. À, cái tụi bay hả? Cái đồ uống nước không nhớ nguồn. Tụi bay có tin tao mới về mất anh Nha không? Mày kêu Nha, mày ra đây mày. Kêu Nha quá. Kêu luôn đi. Bỏ anh xây lại. Ờ, tụi bay đợi đó. Tao về tao kêu anh Nha rồi. Tụi bay. Tao là tụi bay đó. Tụi bay đợi đó. Tao về tao kêu anh Nha qua. Xử hết tụi bay luôn. Tao đã về. Ngon gì đi. Ở kể đi anh em, coi Nhi Nha của nó làm được cái gì. Thật là hai cho nó đi. Các bạn ơi, chúng ta đã quay trở lại với tụi xịn tố anh Alpha nghe rồi mọi người. Hôm nay các bạn thấy mình đứng ở đâu không? Đang ở khu tuyết heo như những gì mà Rio đã gửi cho mình. Một tháng qua là một tháng rất dài. Ở đâu mấy tháng luôn chứ không phải một tháng nữa các bạn ơi. Nên là bây giờ chúng ta đã quay lại rồi. Một xíu thì mình sẽ giải thích cho các bạn nghe tại sao mình đã tốn tận một tháng trời nha mọi người. Hay. Mày ngốc đó. Ủa? Chứ nghe tiếng Rio đi hà, mày đánh Rio bà bay luôn. Ủa nha, mày làm gì vậy? Ơi, ok mày vô trong đó mày như đâu vậy? Anh Nha ơi, tụi nó đuổi em về rồi, tụi nó còn dí quýnh em quá trời luôn. Biết ngay mà mấy cái thằng này hét chưa mấy bạn? Sợ luôn á. Không sợ luôn đúng không? Được rồi, bây giờ mày mặc cái xì kin của anh Ti vô đi. Bây giờ anh với mày vô trong đó nè. Ok anh ơi. Ok em xong rồi anh ơi. Xong rồi bây giờ mày đổi tên đi, đừng có tên Ester Rio nữa, nó biết thì sao? Ok. Phát nem nè, phát nem set anti sinh tố đó. Lý rồi đó, bây giờ mình với làng Rio sẽ trở thành anti. Bây giờ nha, kế hoạch của tụi mình là cố gắng vô để cho tụi nó biết rằng là tụi mình vẫn còn hiện diện ở đây, em hiểu không? Ok anh ơi. Được, bây giờ thì đi theo anh. Sau khi mà nó giết, mà mày chết á, giết mày chết nha, thì mày phải nhớ với anh một điều nè, rất đơn giản thôi. Sao anh? Là mày sẽ về hồi sinh ở làng. Sau đó thì mày sẽ đi vô một cánh cổng, hiểu chưa? Cánh cổng thì anh đã chuẩn bị ngay cái sân, gọi là cái sân cát á. Mày chỉ cần đi đến đó thôi và mày sẽ hiểu được vấn đề liền, hiểu không? Ok anh ơi. Đây đó nào mọi người. Vô tấn công tụi nó cho nó biết được sinh tố của tụi anh Ti, sinh tố của tụi mình bữa giờ là không có trốn chạy. Quên nữa các bạn ơi, mình cũng phải chỉnh cái giọng của mình nữa. Nghe đổi giọng khi em trai. Giọng nổi lên nè. Ê, em sao? Ê, im thôi, đừng có nói gì hết, hiểu không? À, ok. Well. Thì ra đây chính là làng xuyên tố à. Tao đây, tụi mày quên tao nhanh dữ vậy. Mày đây làm kêu đồng bọn qua đây à. Hôm bữa tao quýnh cho banh chằn ngay mày đặt kêu không mà. Ồ. Thế hả? Ôi sợ quá. Chỉ là mấy tháng qua tao nghỉ ngơi. Mình chú em dạo này sống ổn không? Rất ổn mà đằng khác. Rất là ổn luôn á.
tao á là tao không có ưa mấy cái sinh tố tụi bay. Bởi vì mấy anh bay toàn làm mấy cái clip tào lao nè, khùng điên nè. Ai 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 đang nói chuyện, nói chuyện nha, nói chuyện nha. Làm gì vậy, làm gì vậy, làm gì vậy, đụng tay luôn chứ. À vậy à, vậy xin lỗi cái gì đâu. Sao hôm nay mày qua đây kiếm tụi tao có một tao gì? Qua đây là để hâm thử coi mấy tháng qua tụi mày có quên tao không. Quên rồi, mày là thằng xóa nào vậy? À, đệ tử đến lúc rồi. Quốc to chơi đó. Mày nè một mình tao cân ba hả mày, thằng này ghét rưỡi quá vậy. Mày tụi mày gà, tụi mày gà thì có á. Có mày mình tao mày... gà thôi chứ tao không hề gà. Mày nè, mày giỏi mày đánh tao nè, thằng hi ha ba ke. Mày ngu, con cho mày nếu. Mày vô đây. Cả đời tụi mày cũng bánh đâu được tao đâu. Cả đời tụi mày miếng được đánh được tao đâu mấy con gà. Chết mày đứng lại đó. Giết nè. Chiếc nè. Trời ơi, đệ tử tao đi hả? Ở đâu, trong này có gì không? Lục đồ coi, Ô, có lava nè. Mấy thằng nhóc. Ai, người nó sắp giết mình rồi, các bạn ơi. Đau quá. Đau nè. Mày. Lao nhau. Mày. Chết sao được, còn táo vàng nè cưng. Mày chết rồi. Mình bị bỏ mũ rồi. Ây da. Mày như nào? Ây da. Nó giết tôi rồi. Đó chỉ là một phần kế hoạch của thằng IA này thôi. Đã đủ rồi các bạn ơi. Bây giờ thì thằng Rio nó chết, nó sẽ đi theo cánh cổng ở làng sinh tố. Ủa giờ là đi qua cánh cổng này hả chị Dấm? Đúng rồi. Bây giờ theo kế hoạch là sẽ như vậy. Kế hoạch của anh IA đã bắt đầu rồi. Đi thôi. Đi. Được rồi, đâu rồi ta. Kìa cánh cổng kìa đúng không? Ừ, đúng rồi. Sau khi á đi cái cả nó cổng két á thì chúng ta sẽ tới cánh cổng này. Bây giờ chúng ta đi vô thôi. Nhanh okay, lên. Đi. Đâu vậy ta? Đợi nó nãy giờ mà mình đổi skin lại luôn rồi đó mọi người. Ủa tới rồi kìa. Hello. Trời ơi, giùm mày đây rồi. Trời ơi, được rồi, lên đi. Bây giờ thầy cởi của anh bắt đầu. Mọi đứa lấy giáp lấy đồ đi. Bây giờ mới là cuộc chiến thật sự của chúng ta. Mấy tháng trời qua mình đã mất rất nhiều thời gian làm một cái kế hoạch siêu bí mật và siêu tốn thời gian luôn mọi người. Ok, bây giờ thì hãy cho các bạn fan xem kế hoạch cả làng sinh tố với lại mình đã thực hiện nó như thế nào các bạn ơi. Theo tôi. Lấy cái thuyền đây, sau đó đặt lên đây. Nhanh lên. Đã chuẩn bị cung chưa vậy? Ơi quên lấy mũi tên nè, trời đất ơi. Bây giờ đây mình sẽ cho các bạn coi tại sao mình đã tốn tận mấy tháng trời. Nhìn đi nè. Các bạn thấy không, tên tụi nó đang ở trên kia mà tụi mình ở dưới đây, có nghĩa rằng là các bạn hiểu rồi chứ gì. Đó chính là cái hệ thống này, mình đã xây một cái kho bom dưới cả cái làng của nó luôn các bạn ơi.
đã tốn rất là nhiều thời gian để mình có thể farm đầy đủ tất cả bơm luôn. Sau đó thì mình đã đào xuống một cái đường hầm ở dưới này và mình xây đầy đủ ở dưới này luôn mọi người. Đã đến lúc cho tụi nó thấy thế nào là lễ độ của anh em chúng ta. Cho tụi nó nổ tung luôn, nổ bánh chanh luôn. Đúng rồi, với lại bộ giáp hồi nãy á, tại sao tụi nó giết được? Bởi vì đó chỉ là giáp giỡn đâu mọi người. Mình cố tình cho nó giết mình mà các bạn. Còn bây giờ thì đây chính là full giáp của mình thật sự đây. Nè, tô tầm đầy đủ rồi các bạn ơi. Được rồi mọi người, đây hiểu ý tôi chưa? Bây giờ chúng ta đi lên trên kia coi. Quay lại. Kế hoạch của tụi mình bây giờ mới thực sự bắt đầu nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay trở lại cái lại ngôi làng của nó nè. Nhanh lên. Bên kia các bạn thấy gì không? Đó chính là làng của tụi sinh tố pha ke. Được rồi, bây giờ thì chúng ta qua trong đó hỏi thăm tụi nó cái coi. Nghe nói nãy ăn hiếp Rio đúng không? Đây. Giết em luôn à. Mình sẽ qua bằng một cách siêu bất ngờ với mấy nhóc này luôn. Đâu rồi? Cho tụi nó một bài học anh ơi. Mấy chú em đó, ừ, đang trồng lúa đây à. Ui. Ê, đâu qua đó kìa mày ơi. Ê, mày nhóc lũ này. Tao là Hi Ha đây. Tụi mày dám nghe nói. Ủa? Tụi mày mới ăn hiếp bằng em tao đúng không? Ừ. Nãy tụi mày cũng sai dữ lắm mà đúng không? Sao đâu ăn hiếp đâu mà giết nó luôn á. Ủa, vậy là tụi mày muốn phá vỡ hiệp ước đúng không? Ủa hiệp ước gì ta? Hiệp ước gì tụi bay? Con nào cũng nhớ hiệp ước gì ta? Hiệp ước gì ạ? Ủa hiệp ước gì ạ? Nghe kể nghe coi. À ok, tụi mày không nhớ hiệp ước gì chứ gì? Mấy cái thằng pha ke bắt chước nhái tao mà tụi mày còn dám là hổ báo như vậy nè. Mấy con bò làm cỏ này nè, cho mày mỗi đứa lúa này về gặm đi. Bạn là thằng nhái mà láo hả? Bạn thằng nhái, thằng nhái. Tụi mày đừng có nhiều lời với mấy đứa này. Mấy đứa này là phải cho tụi nó tí bạo lực, tụi nó nói gì. Nói nhiều. Ê, mày đánh tụi nó này, tụi này láo. Mày láo rồi. Đúng rồi. Rút đi. Rồi chúng ta sẽ quay lại sao? Tụi mày đúng là cái đồ ăn cháo đá ba, ăn cướp đá bô. Dạ, của tụi nhau. Thôi coi chừng nó đặt bẫy đó, mấy này mua mẹo lắm. Đi theo đây, ngon gì đâu. Theo nè mấy nhóc. Ngon gì đâu mấy nhóc. Này, này, lại đây. Lại đây, mày lại đây. À, Đây, nhanh lên. Chúng ta giờ kế hoạch của chúng ta nhanh lên. Đó chỉ là bước 2 thôi các bạn ơi. Tới đó gây nhiễu tụi nó các bạn hiểu không? Đó, cho tụi nó thật sự. Tụi nó chính là đứa đã phá vỡ hiệp ước của tụi mình thì mình sẽ xử tụi nó luôn. Đâu rồi. Rồi, xuống là kia cái căn hầm của tụi mình. Bây giờ hiệp hội tụi mình phải xử tụi nó. Đúng vậy. Rồi xuống. Được rồi các bạn ơi, bây giờ thì hoành lại nè. Bây giờ đến lúc kích hoạt trái bom siêu to khổng lồ thôi. Rồi tụi bay sẽ chết. Được rồi, bây giờ thì cần một cái cần gạt nè. Để đi cái quả nổ rồi. Bây giờ cái chỗ nổ là nằm ở đây nè. Bây giờ mấy đứa đi chung cái đi. Nhanh lên. Bây giờ rời xa nơi này nhanh lên. Lên đây đi. Chạy. Một đứa đứng lại đợi anh nha. Anh là cái đi sủi liền đó. Giùm mày đi với anh kia đây. Ok. Để lại chiếc đi. Ở lên đây. Rồi. Được rồi các bạn ơi. Chuẩn bị chưa? Kích hoạt chạy. Trời ơi, chạy đi. À hai đứa này bị lắc các bạn ơi. Bị lỗi khung hình đó. Nhanh lên. Đi đâu. Rồi, đứng này. Ôi trời ơi, nổ kìa, nghe không nổ kìa. Ôi trời ơi, đúng màn hình luôn rồi mấy bạn ơi. U lạ trời. Trời ơi, trận đấu này nổ ác.
Ui trời ơi, nổ lâu thiệt sự luôn á mấy bạn ơi. Ê, hình như hết nổ nãy giờ tầm 10-15 phút rồi đó. Đi 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 đi. Teo teo teo. Ui trời ơi, nó nổ đến đây luôn nè mà. Còn vừa các bạn anh chạy bại lơ lửng mà các bạn ơi. Trời ơi, cái làng của tụi nó bây giờ như một cái hố bom luôn rồi các bạn ơi. Ui, vừa tao lắm. Làng nó nổ bánh chanh rồi. Ôi nó tè. Nó nào ngon. Nó lại đây, lại đây. Ngày cũng rồi. Hello. Đây đây đây. Ờ đây tụi bay củi nó kìa. Hóa ra tụi mày. Đây đây đây. Thầy ơi. Bị kế của tụi bay vậy, tụi bay đặt tiên tiên lúc nào vậy? Thì sao bây giờ tới lượt tụi bay chết nè, tấn công. Mày đợi đòn đòn nè đòn nè đòn 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 nè đòn nè đòn đòn nè đòn nè đòn nè đòn nè đòn đi mày đòn đi mày đòn đi mày đòn 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 kê cho mày pha kê cho mày pha kê cho mày nè một đó mày mày nào mày nào đánh ai đánh ai rồi đánh ai mày đánh ai này có tôm tôm nè 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 hồi nãy lao nè phản bội anh em tao nè, phản bội nè, ăn táo vàng vô anh em chơi đó. Đập xuống vô cho mày ơi. Mày như tao nghe bể gì vậy? Mày bể á? Thằng này bể bù. Thằng một thằng bể bù. Đi xuống vô mày. Đập nó. Ừ. Mày bể vậy mày. Bể bù rồi. Bể mũ rồi tụi mày hỗ trợ nào. Bể mũ. Đi dạy cho mày xuống coi. Đi đó. Đi đó. Chữ này ngu rồi chứ. Biết lộn có tầm. Chữ này ngu. Chữ này ngu. Nó bể dài rồi kìa. Nó bể cái dài rồi. Ê nào. Nó bể dài rồi. Thằng này cầm cúc. Nhung hả? Mày nhung hả? Mày nhung. Ôi ôi, kho đồ bên này nhiều vãi nồi đồ luôn các bạn ơi. Cái đây vậy? Một đống đồ trên đây luôn nè chú mày ơi, một đống đồ luôn. Trời ơi, em một đống đồ luôn nè. Đã quá, đã quá. Lão à. Bây giờ vừa mất căn cứ mà còn bị tụi mình hạ nữa mấy bạn ơi. Bây giờ thì chụp hình hình gọi nó đi. Lão quá, chụp hình bắt. Bà lóc lên, chụp hình lên. Tụi mình đã hạ thành công xin tố ba ke rồi nha mấy bạn ơi. Các bạn đừng có kêu mình nữa nghe. Còn bây giờ thì ai? Trời không.
Trời tớ tầm. Kỳ cúc vậy. Thằng kia chết rồi. Video nó chết luôn rồi các bạn ơi. Còn bây giờ đây, bye bye. Chẳng gì khó đâu, có nhau bao lâu, biết đâu đích đến trong tầm tay. Cứ bước đều 1, 2, 1, 2. Chẳng để lại 1, 2.